tất cả mọi người. Hôm nay mình chơi Roblox. Đây là Poppy Playtime Chapter 2 Story. Ở đây có cả Chapter 1 hay Chapter 2. Bây giờ mình sẽ chơi một trong hai cái. Còn cái lần sau mấy bạn muốn mình chơi thì mấy bạn cứ chat vào phần comment nhé. Mình sẽ chơi Chapter 2. Vì lần trước mình chơi bị thua ấy, còn Chapter 1 lần trước mình chơi thắng. Giờ mình sẽ chờ anh em Bacon. Anh em nhà Bacon. Ê, anh em, vào đây. Vào đây, dài ơi, sao? Tuyệt vời. Đây, game. Đào vào game này. Game cũng rất là ấn tượng. Mình phải xóa này lên. Xóa này lên. Cứ xóa này mở, lắc. Bây giờ nó hơi lắc tí. Ok. Game rất là chân thực. Nhưng mà mình hơi lag một tí, mấy bạn chịu khó nhỉ. Bây giờ là bạn hãy nhìn vào bảng ở đây và nó sẽ có cái nhất blue hand to swing. Đây là dùng cái bàn tay màu xanh để đe đu. Đấy, bây giờ chờ bọn nó. Chờ bọn nó. Mình sẽ đu vào đây. Xong rồi chờ bọn nó mở cửa đây. Mở cửa đi. Poppy, bạn trong cái gì? Hình như là Poppy đang ở trong cái đường ven, nhưng mà mình cũng kệ bạn, đi thôi anh em. Rồi. Nãy giờ không để ý luôn. Bây giờ thằng Bacon này mà khác nữa thì mình kinh nịt đó. Chân thực. Nhưng đây là trong Roblox nên cũng không thật lắm. Tại sao mỗi lần mình rơi xuống hố này mà cái bọn kia nó lại rơi xuống trước mình nhỉ? Chân thực. Và rơi vào cận. Ngã sập mặt luôn. Ngã sập mặt luôn. Cái kia. Power. Để tôi xin nhận cái này. Nhưng tôi là mình không biết là chết đây cái chỗ mà chờ bạn móng nhì chân dài đang ở đây game thực thì nè là bàn tay kia là bị móng nhì cướp mất bàn tay, nhưng mà game này thì là game Roblox nên là cũng không phải chân thực lắm. Ok, I don't know where the code. Ok. Mấy bạn là chơi trò này cũng dễ lắm. Chơi ba trò chơi cũng dễ thôi mà. Mình còn vượt qua để nó chính chi.
Welcome. Hình chân th- cái hình chân thật ghê. Ủa thằng kia đâu? Ủa thoát rồi. Mà mình chơi luôn hả? Sợ ghê. Nói nhanh lên. Ở chỗ này là chúng ta sẽ làm bàn tay màu xanh hơn. Mình biết cái chốt pen ở đâu. Nó sẽ ở trong góc này. Mấy bạn xem mình chơi là mấy bạn sẽ biết nó sẽ ở trong góc này. Cái bàn tay. Gì vậy? Ghim trên thịt. Wow, cái cửa biến mất luôn. Cái cửa nó ở dưới kia nữa sao nó mất. Banjo Bunny. Ngoài gốc này, bây giờ mấy bạn phải nghe kỹ nha. Má mình chân dài ngáy đằng sau. Chạy vào mặt ghê. Orange. Blue. Blue. Ơ nhầm rồi. Blue. Blue. Chúng ta làm màu đỏ. White, orange.
Purple, orange, right, orange. Purple. Purple, orange, white, purple. Ah, nhầm rồi. Purple, orange, white, orange. À, purple. Mình nói lúc nhầm. Purple, orange, white, orange, purple. Cái máy hỏng rồi. Ai sẽ cái máy của mình đó. Mở hộ mình cửa. Ơ tự nhiên máy làm sao rồi nè, máy cay quá. Ha, tự nhiên máy làm sao vậy? Khó chịu ghê. Đây máy làm sao rồi? Đây là quần lớn. Tôi chết máy làm sao rồi? Thôi mình sẽ dừng video tại đây nhé. Máy mình cứ hay bị kiểu thế này. Bye bye.